Nhiều người nói vui rằng đây là bộ môn thể thao cứ chơi là sẽ nghiện, khiến nhiều người đam mê chỉ trong một thời gian ngắn luyện tập. Bộ môn này có gì thú vị đến vậy? Hãy cùng Hà Nội Review khám phá trong số ngày hôm nay. Pickleball ra đời vào năm 1965 tại đảo Bainbridge, Washington, Mỹ. Cũng nhờ hiệu ứng quảng cáo từ tỷ phú Bill Gates và sự tham gia thi đấu của những tay vợt hàng đầu thế giới mà pickleball đã trở thành bộ môn thể thao mới có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 3 năm qua. Môn thể thao này du nhập vào Việt Nam từ năm 2018 nhưng chưa quá phổ biến vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, pickleball bỗng trở thành một hiện tượng và có độ phủ sóng rất nhanh, thu hút hàng nghìn người chơi. Đây là môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, phù hợp với người Việt Nam vốn có sự khéo léo và nhanh nhẹn trong không gian nhỏ. Nhiều người nói vui rằng đây là bộ môn thể thao cứ chơi là sẽ nghiện, khiến nhiều người đam mê chỉ trong một thời gian ngắn luyện tập. Bộ môn này có gì thú vị đến vậy? Hãy cùng Hà Nội Review khám phá trong số ngày hôm nay. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về bộ môn cũng như là cách chơi chi tiết, mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với anh Phương Hoài Nam, là một người hướng dẫn chơi pickleball chuyên nghiệp nhé. Em chào anh Nam. Hello em. Ngày hôm nay Hà Nội Review rất là vui khi mà được đến sân để tìm hiểu về bộ môn thể thao mới du nhập tại Việt Nam này. Thế nhưng mà lại là thu hút rất nhiều người tham gia. Chắc hẳn là bộ môn này phải có điều gì đó cực kỳ thú vị mới có thể thu hút được như thế. Vậy thì anh Nam ơi, ngày hôm nay anh có thể chia sẻ với chúng em cũng như là khán giả của Hà Nội Review chi tiết về cách chơi của bộ môn mới này được không anh? Bộ môn này có kỹ thuật chơi nó cũng đơn giản thôi. Cho những người mới bắt đầu, bọn hay gọi là newbie thì sẽ có tập những cú đánh đơn giản trước. Ví dụ như là cú đánh ngắn. Ở trong bộ môn này nó được gọi tên là cú đinh, có nghĩa là cú đánh qua lưới ở khoảng cách ngắn. Bọn em có thể thử tập với anh được luôn. Cũng rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Bộ môn này nó cũng dễ tiếp cận, nó không khó, quá khó như các cái môn thể thao. Ví dụ như tennis, bóng bàn thì nó hơi bị khó. Nhưng môn này thì nó mix lại cả 3 môn, bóng bàn, quần vợt và cầu lông. Nó cũng dễ chơi, để chơi được thì rất là dễ. Chơi hay thì mình cần phải tập luyện nhiều. Đấy thì mình có thể trải nghiệm luôn được, anh có thể hướng dẫn được bọn em luôn được. Sau đây anh sẽ hướng dẫn bọn em cách cầm vợt để bắt đầu chơi môn thể thao pickleball, một môn mới. Em cầm cán vợt này, tay trái cầm vợt này, tay phải này cầm làm sao cho cái sóng vợt này nó vào cái phần ngón, vào phần rãnh giữa ngón trỏ và ngón vào ngoài ngón cái. Rồi bây giờ hai chân rộng bằng vai đã này, hai chân rộng bằng vai, vợt đưa ra phía trước, đúng không? Thấp trụ xuống, đây là tư thế chuẩn bị chờ đối phương đánh sang để mình trả ra bóng hoặc là mình đánh cú đánh ngắn. Mình có dồn trọng tâm về đằng trước hay đằng sau? Mình dồn trọng tâm xuống mũi chân để làm sao để khi mà có tình huống bóng sang là mình dễ dàng cho việc là mình di chuyển hơn, để mình bắt được cái tình huống bóng nhanh hơn. Đó. Sau đây thì anh sẽ hướng dẫn em là cái cách mà làm sao để bắt được quả bóng đã, để làm sao mà để chơi được khoảng cách ngắn trước đã, đơn giản nhất. Bây giờ bắt đầu nhá, anh lấy bóng nhá. Bây giờ hai em dựng vợt vào đây cho anh. Trước mắt chưa cần cầm vợt. Rồi, anh sẽ sang bên sân bên này. Bộ môn pickleball thì nó có một cái đặc biệt khác với các môn khác là nó có một cái khu vực như bọn em nhìn thấy là khu vực màu đỏ đây. Ồ, màu đỏ này nó là khu vực cấm đánh vô lê. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không được đánh bóng ở trên không. Khi mình đứng ở ngoài này thì mình có thể đánh bóng sống được, đánh bóng trên không được. Nhưng nếu mình bước vào đây, một chân hoặc là chỉ cần chạm vạch này thôi mà mình tiếp xúc bóng ở trên không này thì là mình sẽ mất điểm, bị lỗi. Nhưng nếu bóng rơi vào đây này, ta có thể bước vào đây, ta đánh sang được. Nếu bóng ở trên không này, bước vào đây đánh, lỗi. Rơi vào trong này, ta được đánh sang. Đây là đặc thù của môn này. Một cái đặc biệt so với các môn khác. Cái đấy bọn em phải lưu ý. Sau này chơi thì anh sẽ hướng dẫn nhiều hơn về luật. Bây giờ mình tạm thời mình cứ đơn giản trước đã. Bây giờ là mình sẽ làm quen quả bóng nhá. Nào, tư thế chuẩn bị đâu? Tư thế chuẩn bị này, hai chân rộng bằng vai này, thấp trụ. Anh cầm bóng, anh ném sang nhá. Em bắt này. Bắt bằng một tay. Bắt bằng một tay. Em phải một nảy thôi, chỉ được một nảy thôi. Bước vào, bắt luôn. Đúng rồi. Lại cho anh này. Điền bắt này.
Bắt. Đấy, bằng cả cánh tay. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình cứ tưởng tượng như cái vợt này này, nó là cánh tay nối dài của mình. Mở cổ tay ra, thả đầu vợt xuống như anh. Thả đầu vợt xuống này, thả nữa xuống. Chuẩn bị để chơi này, có cầm vợt này. Bây giờ cái vợt nó chính là cái bàn tay của mình. Nó giống như là lúc nãy mình cầm quả bóng mình ném sang, bây giờ mình cầm bóng mình đánh sang. Mình đẩy sang nhẹ nhàng. Đây là cú đánh bóng ngắn, hay còn gọi là cú đinh trong bộ môn pickleball. Đó. Bây giờ anh sẽ đánh trước nhá. Em nhìn nhá này. Bóng rơi này. Đưa sang. Tốt. Cú đánh ngắn mà, nhẹ thôi. Đúng rồi. Nào, nhẹ thôi. Nào, nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, bắt điểm rơi vào. Đúng rồi. Nào, lại. Đẩy sang. Đúng rồi. Bước lên. Rồi. Wow. Vừa rồi là bọn em đã tập qua những động tác cơ bản, cái động tác cơ bản của môn này rồi. Thì bây giờ mình có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó lát nữa mình sẽ tập tiếp. Trong quá trình tập vừa rồi thì anh thấy những cái lỗi cơ bản nhất của cái môn này của những người mới tập, đấy là bọn em dùng cổ tay nhiều, dẫn đến việc là cái độ cao của bóng mình không kiểm soát được. Thứ nhất là như thế. Cái thứ hai là cái bắt điểm rơi của quả bóng khi mình mới tập mà mình chưa quen, cho nên là mình bắt cái điểm rơi của quả bóng lúc thì cao quá, lúc thì thấp quá, lúc thì sớm quá, lúc thì muộn quá. Cái đó thì sau này mình tập nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn, mình quen hơn. Thì nó cũng có những cái mà khó khăn cho những người tập ban đầu. Những cái đơn giản nhất thì sau này thì mình tập thì nó sẽ vượt qua thôi. Đơn giản, không có gì là khó khăn, môn này cũng dễ chơi. Có một đặc điểm mà em nghĩ cũng là ưu điểm của cái bộ môn thể thao này, đó là dụng cụ chơi thì cũng khá là nhẹ, phù hợp với cả các bạn con gái nữa. Cái đó em nói rất là đúng, tại vì cây vợt này nó nhẹ thì ai cũng có thể chơi được. Và nó chỉ có ở trong khoảng từ 226g cho đến 238g thôi. Nó không quá nặng, cho nên là trẻ em cũng chơi được, phụ nữ chơi được. Không có gì là khó khăn trong việc tiếp cận nó. Ngoài ra cái việc mà nó, cái mặt vợt nó dày 16mm này, nó làm cho những người mới chơi có cảm giác chân thật khi mà mình chạm vào quả bóng. Mình điều hướng, mình kiểm soát nó tốt hơn. Đó. Và quả bóng này tại sao lại có lỗ như này? Tại vì nó sẽ giảm tốc độ bay của quả bóng. Nó tránh những cái quả bóng mà nó quá là nhanh, phản xạ nó của những người mới chơi, hoặc là kể cả những người chơi lâu rồi nhiều khi cũng không phản xạ kịp. Vậy thì cái lỗ này nó sinh ra để làm quả bóng nó giảm tốc độ đi. Đó. Nhiều lỗ thì là tốc độ bay chậm hơn, ít lỗ thì nó bay nhanh hơn. Nên là nó có lý do của nó. Cái quả bóng này nó có những cái lỗ này, nó làm cho mình kiểm soát được cái tốc độ bay của quả bóng nhiều hơn. Thưa quý vị, như quý vị có thể thấy thì đây là một bộ môn mới ở Việt Nam, nhưng mà quan sát cách chơi thì lại cảm thấy rất quen thuộc đúng không? Bởi vì đây là một bộ môn mà có vẻ như là lai giữa cầu lông này, lai bóng bàn và lai cả quần vợt nữa, là những bộ môn mà khá là phổ biến ở Việt Nam rồi. Anh ơi, thế thì không biết là bộ môn pickleball này nó có gì giống và khác so với ba bộ môn mà nó có nét tương đồng ạ? Bộ môn pickleball này thì nó là tổng hợp của cả ba môn tennis, bóng bàn và cầu lông. Bởi vì sao anh lại nói thế? Thì vì trong bộ môn này nó có tất cả những động tác cơ bản của cả ba môn. Có nghĩa là cú driver của tennis, cú đánh bóng ngang ở trên lưới của bóng bàn và cú smart của cầu lông. Và có một cái nữa rất là quen thuộc đối với những người chơi cầu lông, đấy là khoảng cách sân, diện tích sân là bằng với diện tích của sân cầu lông. Nhưng nó có đặc thù riêng ở bộ môn này, đó là những cú đánh chậm, ngắn. Bọn anh hay nói là để gài đối phương vào tình huống khó. Như anh nói lúc nãy bọn em vừa tập đấy, đấy là cú đinh. Cú đinh là đặc thù nhất của môn này. Tại vì từ cú đinh này, nó sẽ xảy ra nhiều tình huống phản công ở trên lưới. Thì nó chính là cái đầy hấp dẫn của môn này. Nó làm con người ta phải tập trung, nhưng làm người chơi phải tập trung vào nó này. Phải làm sao mà tìm cách chống đỡ lại khi mà bị đối phương tấn công bằng tất cả mọi những cái cú đánh mà cài vào chân, vào những chỗ khó hay những cái cú lừa của đối phương. Và bất kể lúc nào họ cũng có thể tấn công mình. Vậy thì mình lại phải căng thẳng ra để mình tìm cái phương án để mình phòng thủ. Chính thế nó làm cho mình tiêu hao rất nhiều calo. Tất cả những người chơi pickleball này dù ít hay nhiều, nếu chơi trong một khoảng thời gian khoảng 1 cho đến 3 tháng là sẽ xuống cân. Cái đó là bản thân anh đã trải nghiệm. Đến bây giờ anh chơi được một thời gian tương đối là lâu rồi, cũng xuống được 6-7kg mà cảm thấy nhẹ nhàng, ăn uống nó cũng không bị kiêng khem nhiều, ngủ tốt. Đấy, theo anh, bản thân anh trải nghiệm những cái thời gian chơi của môn này anh thấy như thế. Bọn em nếu mà thích thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tập luyện hàng ngày được.
vị nhìn chung thì bước nhập môn của bộ môn này cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì chỉ sau khoảng tầm 10 đến 15 phút được anh Nam hướng dẫn thì chúng tôi đã có thể thực hiện được thành công những cú đánh khá là cơ bản, anh Nam gọi là cú đinh. Và bây giờ thì hãy cùng Minh Hương và Thanh Huyền thử thách xem là ai có chỉnh cao hơn nhé. Thì thôi. Từ nãy đến giờ thì có vẻ như là Minh Hương và Thanh Huyền bất phân thắng bại đấy. Bây giờ nốt một kèo cuối cùng xem quyết định xem ai sẽ là người chiến thắng nhá. Và tôi sẽ mời anh Nam là trọng tài để phân định ai thắng ai thua cho rõ ràng nhá. Yes! Thế là em được một điểm rồi đúng không ạ? Em đừng ăn mừng vội vì em chưa được điểm. Em mới chỉ lấy được quyền giao bóng của bạn chơi thôi. Bộ môn này nó có một khác biệt là như vậy. Khi mà đối phương giao bóng sang cho mình ăn được điểm đó thì mình mới chỉ lấy được quyền giao bóng của đối phương về phía mình thôi. Khi nào em giao bóng mà đối phương không đỡ được cú giao bóng của em thì em mới được tính điểm. Môn này nó có cái đặc thù riêng như thế, tức là ăn điểm gián tiếp. Ôi, em tưởng là 5 điểm là dễ ăn lắm. Thế nhưng mà theo cái luật như này chắc là bọn em phải chơi đến tối mất. Một không. Chị Minh Hương thì đã thắng tôi 3-0 rồi và bây giờ thì tôi sẽ giành lại quyền giao bóng để xem là có lên được một điểm nào không nhá. Rồi là Huyền An được một điểm đầu tiên, 1-3. Rất là may mắn. 2-3. Được 2-3 rồi. 3 đều. 5-3. Yes. Được rồi, Huyền đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 5-3, ăn 5 điểm liên tiếp. Chúc mừng. Kết thúc trận đấu thì hai vận động viên lên bắt tay nhau để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù trong trận đấu có những cái tranh cãi nhưng chúng ta khi đã kết thúc thì hãy tôn trọng nhau, hãy bắt tay nhau. Wow. Chúc mừng Huyền. Cảm ơn trọng tài ạ. Chúc mừng em. Vậy là ngày hôm nay thì Minh Hương đã mất cho Huyền một cốc trà sữa. Nhưng mà đổi lại thì Minh Hương đã có một buổi vui chơi rất là cải thiện sức khỏe và cũng như là tâm trạng. Thưa quý vị, xem những người tay mơ như chúng tôi chơi thì sẽ chưa thấy được trọn vẹn nét đẹp của bộ môn này đâu. Anh ơi, thế thì bây giờ anh có thể giúp em thực hiện một số những kỹ thuật chuẩn của bộ môn để em và khán giả được chiêm ngưỡng không ạ? Ok, sẵn sàng. Sau khi tham gia trải nghiệm bộ môn thể thao mới này thì tôi cũng sẽ có một vài chia sẻ muốn gửi tới quý vị như thế này. Lúc đầu ấy là chúng tôi có xem bộ môn này ở trên các hình ảnh hoặc là trên video thì cũng cảm thấy nó không có gì là quá thu hút cả. Và cũng nhiều người cũng để lại bình luận rằng là bộ môn này thì có vẻ như phù hợp với người già, với trẻ em và những người mà chơi để tìm cảm giác là được thể dục hoặc là được vận động thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng tôi trực tiếp trải nghiệm thì chúng tôi mới hiểu lý do là tại sao bộ môn này lại gây nghiện cho nhiều người đến như vậy. Chia sẻ đầu tiên nhé. Thứ nhất, đó là vì bộ môn này khá là dễ để tiếp cận với những người mới. Nó không có gì quá khó khăn cả. Nó không khó như là đánh bóng bàn và nó cũng không mất sức như là quần vợt hay là cầu lông. Bởi vậy mà cho chúng tôi những cái cảm giác là ngay lúc đầu học thôi thì đã có những cú đánh thành công rồi. Và ngày càng khó hơn một chút thì lại càng cho chúng tôi cảm giác là được chinh phục. Đúng vậy. Thứ hai thì bộ môn này cũng không đòi hỏi người chơi phải có thể lực hay là kỹ thuật cao. Bởi vì là
khi mà tham gia trò chơi này, cái mà cần nhất đó chính là sự tập trung của người chơi để có thể xử lý tình huống, biết nắm bắt được cái độ rơi của bóng này để có thể ghi bàn. Điều thứ ba nữa mà chúng tôi cũng cảm thấy khá là thú vị là vợt mà chúng tôi đang cầm trên tay rất nhẹ và tiếng bóng này. Quý vị nghe có thể thấy là tiếng bóng này nghe cực kỳ là đã tai. Bởi vậy mà nếu như chúng ta đánh trúng vào một quả bóng ấy thì mang lại cảm giác rất là thú vị và hưng phấn cho cả người chơi. Khi chơi pickleball thì quý vị cũng không cần phải chuẩn bị quần áo gì quá là cầu kỳ, chỉ là những bộ quần áo thể thao thoải mái hay những đôi giày thể thao êm ái để có thể di chuyển ở trên sân. Quần áo thì không cần cầu kỳ và địa điểm để luyện tập thì cũng không quá là cầu kỳ. Tất nhiên là có những sân chuyên dụng như thế này thì rất tốt, nhưng nếu quý vị muốn chơi thì ở địa điểm nào cũng được, miễn là bằng phẳng này. Mặt sân thì sẽ có chiều dài khoảng tầm là 13,4m và chiều rộng là 6,1m, và cùng với đó là một chiếc lưới di động thôi là đã có thể tham gia vào bộ môn này rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với người chơi để xem là họ có những cái cảm nhận giống và khác chúng tôi như thế nào nhé. Anh chơi pickleball được lâu chưa? Tôi chơi môn này thì cũng được khoảng 6 tháng rồi. Thì tôi chơi môn này tôi cảm nhận là nó khác các môn khác rất là nhiều. Đấy, tôi đã từng chơi qua môn là môn tennis, đá bóng, nhưng mà từ khi tôi chuyển sang môn này tôi cảm nhận là nó phù hợp với cả mình hơn, có sức bền, có đặt cho mình được cái sức khỏe lên hàng đầu. Cảm giác của anh khi mà ở trong sân chơi với cầu bôn là sẽ như thế nào? Cảm giác mình chơi ở trong sân ấy, thì tôi thấy là tôi có thể phát huy được hết tất cả những cái linh hoạt của mình, tức là vì mình có thể trên lưới mình phản xạ được, chiếm được lưới, mình tấn công được người ta, mình cảm thấy mình rất là hay. Tại sao thì anh lại lựa chọn chơi bộ môn này ạ? Tại vì là khi mình chơi cái bộ môn này mình có cái cảm giác là nó không nặng như bộ môn tennis. Thì tennis mình đã dùng lực rất là nhiều, nhưng mà môn này mình chuyển sang ấy thì mình cảm giác như là mình không còn bị mất sức rất là nhiều nữa, và di chuyển các bước ngắn đấy thì trong thời gian mình chơi một game ấy mình có rất là mệt, nhưng mà trong chỉ khoảng 5 phút thôi mình lại hồi được ngay. Thế là mình cái môn này nó rất phù hợp cho những người già, cho phụ nữ với cả trẻ con. Tôi nghĩ là cái môn này là sẽ là rất là hay để mà mình phát triển. Anh lựa chọn chơi với mục đích gì ạ? Chơi thông thường thôi hay là sẽ thi đấu? Tôi thì lúc đầu tôi cũng nghĩ thì tôi chơi vui thôi, nhưng mà bây giờ cũng bắt đầu tôi cảm thấy chơi nó có năng khiếu thì mình lại thích chơi hơn, mình sẽ có những cái mục đích để mình chinh phục hơn. Thì sắp tới sẽ có rất là nhiều giải ở trong nước thì tôi cũng hy vọng là mình cũng nằm trong những đạt được thành tích cao. Giá trị lớn nhất của anh khi mà anh chơi bộ môn này là? Cái pickleball này nó đem lại cho tôi thật là nhiều sức khỏe và những cái lúc mà giảm stress ấy. Lúc nào mình mệt mỏi hay là mình công việc mình rất là bận rộn, nhưng mình khi ra sân mình cảm nhận thấy cái môn này mình thấy rất là thoải mái. Có cái khoảnh khắc nào trên sân mà mình cảm thấy rất là đã không anh? Khoảnh khắc thì trên sân thì tôi chinh phục được những cái quả bóng mà mình giành được chiến thắng ấy. Tức là khi mà môn này nó hay ở cái điểm là không phải là dùng về sức mạnh nữa, mà nó dùng về cái phản xạ và sự nhạy bén. Thì khi mình trong những cái lúc đấy có những cái khoảnh khắc mà mình tấn công được người ta ấy, thì mình thấy rất là vui. Thưa quý vị, đây là một bộ môn mới khá là thú vị, nhưng vì là nó mới ở Việt Nam nên cũng gây sự tò mò cho khá nhiều người. Bởi vậy mà ngày hôm nay thì Hà Review sẽ trò chuyện thêm với anh Nam một chút để có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về bộ môn này nhé. Anh ơi, vậy thì không biết là bộ môn này được bắt nguồn từ đâu ạ anh? Bộ môn này thì nguồn gốc của nó là ở nước Mỹ. Đầu tiên ý, là được phát triển là của một gia đình người Mỹ, họ đi du lịch với nhau. Người lớn thì tụ tập chơi với nhau rồi ăn uống rồi nghe nhạc. Trẻ em thì nó buồn quá, thì nó mới đi vào trong các cái khu bếp ấy, thì nó có một số những cái dụng cụ, ví dụ như là cái ghế nhỏ này và những cái thớt nhỏ này, thì các cháu là cầm ra chơi. Thì ở bên lề đường nó có một quả bóng các cháu gọi là quả bóng, nhưng thực tế đấy là một cái quả dưa. Đó. Cái bộ môn này thì nó được bắt nguồn như vậy. Cái tên của nó là pickleball, thực ra mình tra Google ở trên mạng hay cái nào để mọi người hay gọi là quả bóng dưa. Đó. Bắt nguồn từ nước Mỹ và từ một cái gia đình họ cho con cái đi chơi, đi du lịch, thì nó đã phát triển ra cái bộ môn này. Nó được hình thành, bắt đầu có người chơi từ năm 1965, mà đặc biệt là có tỷ phú Bill Gates là chơi là cũng rất nhiều năm rồi. Và nó là một môn thể thao mà ở nước Mỹ mọi người đã chơi rất là lâu rồi. Mới về Việt Nam được khoảng 2 năm nay thôi. Thì nó là một môn mà được đánh giá là phát triển nhanh nhất trong năm 2023 vừa rồi. Đó.
Và ở trong miền Nam thì mọi người chơi trước. Xong ở Hà Nội thì bọn anh là có khoảng một nhóm đấy khoảng 20 người. Sau đó bắt đầu mới phát triển đến nhiều như bây giờ. Vậy thì mình căn cứ vào đâu để có thể thấy là bộ môn này nó phát triển nhanh như thế ạ? Qua số lượng người chơi, qua số lượng sân bãi ở Hà Nội mọc lên, qua số lượng các câu lạc bộ và một số diễn đàn chuyên tổ chức giải cho những cái giải đấu pickleball ở ngoài Hà Nội. Các tỉnh thì cũng rất là nhiều, nhưng mà ở các tỉnh thì tất nhiên là cái số lượng nó sẽ nhỏ lẻ hơn. Mặc dù ở đó thì cái diện tích mà đất để làm sân thì rất là nhiều, nhưng mà số lượng người chơi thì vẫn đang hạn chế. Và anh cũng mong muốn là sẽ phát triển bộ môn ra các tỉnh càng ngày càng nhiều. Với các bộ môn thể thao thì chắc chắn là nó sẽ mang lợi ích về sức khỏe rồi. Vậy thì riêng với pickleball thì anh thấy là có điều gì mà nó mang lại đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với các môn khác đối với sức khỏe của người chơi? Thứ nhất là mình chơi thể thao mà thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là giảm cân rất là nhanh, tiêu hao lượng calo rất là lớn. Và có một cái ý nữa anh cũng muốn nói cho mọi người hiểu được rằng là cái bộ môn này trẻ em chơi rất là tốt, sẽ bỏ được những cái thói quen xấu, ví dụ như là chơi game hay là thức đêm hạn như thế. Như anh chia sẻ thì các bạn nhỏ có thể dễ dàng bỏ được cái thói quen là thức khuya và xem phim. Vậy thì lứa tuổi nào là lứa tuổi tối thiểu có thể tham gia bộ môn này ạ? Để bắt đầu tập pickleball thì có thể các cháu sẽ tập từ 6 tuổi đến 7 tuổi là bắt đầu tập được rồi. Cao hơn thì khi nào mình có sức khỏe thì mình còn tập. Tất cả những người lớn tuổi, thậm chí có người 80 tuổi, hơn 80 tuổi vẫn tập. Như vậy có thể thấy là riêng về độ tuổi thì gần như là mọi lứa tuổi đều có thể chơi được, chỉ cần có sức khỏe, đúng không ạ? Vậy thì với chi phí tham gia bộ môn này thì sao, anh có phải là tất cả mọi người đều phù hợp không? Chi phí thì so với các bộ môn khác thì nó khá là rẻ. Ví dụ như là một người chơi mà đi đến các câu lạc bộ như bọn anh đang chơi thì sẽ đóng phí là 100.000 trong khoảng 3 tiếng, có cả nước, cả sân. Như thế là anh nghĩ là rẻ so với các môn khác. Vợt thì nó cũng như rất là nhiều các cái bộ môn khác, nên là cũng có loại đắt loại rẻ, bóng cũng có loại đắt loại rẻ. Thường thì là vợt thì cỡ khoảng 700.000 là có một cây vợt tương đối, và có thể cao cấp hơn, có cây vợt có lên đến 7-8 triệu cũng có. Vấn đề là mình sẽ phù hợp với cả cây vợt nào và khả năng tài chính của mình đến đâu. Bóng cũng vậy, bóng tập thì để tập thì rất là rẻ thôi, khoảng 30-35 nghìn. Nhưng mà bóng thi đấu ấy, thì sẽ gấp đôi, khoảng 70-75 ngàn một quả. Thưa quý vị, sau khi chúng tôi đã tham gia trải nghiệm và lắng nghe những chia sẻ thì chúng tôi cũng sẽ tóm tắt lại, tổng quan lại để quý vị có thể hiểu rõ hơn về bộ môn thể thao mới phát triển ở Việt Nam này nhé. Pickleball là một bộ môn thể thao khá là nhẹ nhàng, thế nhưng mà giá trị nó đem lại thì cũng rất là hiệu quả. Nó có thể giúp cải thiện sức khỏe này, giảm cân và giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi nữa. Và hiện tại thì nếu như quý vị muốn tìm hiểu những thông tin về pickleball một cách chủ động ấy, thì cực kỳ dễ thôi. Thứ nhất là có thể tìm hiểu trên mạng xã hội này, thứ hai là trên báo chí. Dạo gần đây thì pickleball phủ sóng khá là nhiều. Và tiếp theo nữa, nếu như quý vị muốn tham gia chơi thì có thể là tìm các hội nhóm ở trên mạng xã hội hoặc là tham gia vào những cộng đồng ở địa phương. Đây cũng là một bộ môn thể thao khá là độc đáo khi mà kết hợp giữa cả ba yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn. Mình hương tin rằng đây sẽ là một bộ môn thể thao mà khiến quý vị đáng để thử đó. Và các bước để tham gia vào bộ môn thể thao này thì cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên, tất nhiên rồi, quý vị sẽ cần có vợt, có bóng này. Sau đó thì sẽ cần học về các kỹ thuật chơi, có thể là học với thầy, tham gia vào các câu lạc bộ hoặc là tự học trên mạng xã hội cũng được. Bước tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ liên tục luyện tập. Và nếu như khi mà đã luyện tập nhuần nhuyễn rồi thì quý vị có thể lựa chọn là nó là một bộ môn thể thao để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày hoặc là tham gia thi đấu ở mức độ cao hơn. Về chi phí thì cũng như anh Nam vừa mới chia sẻ ở trên thì đây cũng khá là rẻ để có thể tiếp cận được đến mọi người. Và đây thì cũng là bộ môn mà có thể phù hợp với mọi lứa tuổi cũng như là giới tính. Và bên cạnh đó thì như tôi đã chia sẻ, địa điểm thì ở đâu cũng được. Có thể là sân chuyên dụng, có thể là sân cầu lông có sẵn, hoặc là ở ngoài công viên, hoặc là ở trong nhà của mình thôi, thì quý vị có thể là thực hiện được trò chơi này. Và với tất cả những tiêu chí mà Hà Nội Review vừa mới chia sẻ thì chúng tôi sẽ đánh giá cho trải nghiệm chơi bộ môn mới pickleball tại Việt Nam với mức điểm là 4 sao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi số Hà Nội Review ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ chúng tôi trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn. Cùng với đó là các nền tảng số của đài như Facebook và YouTube. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.